tôi là bác sĩ Sắc từ bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Thì hôm nay nhân ngày 8 tháng 3 chúc cho một nửa thế giới gặp quà và hoa, chúc cho các chị em thì lúc nào cũng vui tươi và hạnh phúc. Thế nhưng mà cũng xin nhắc nhở với anh em chúng ta đi chơi thì cũng phải an toàn, hay đặc biệt là các anh em hẹp bao quy đầu và bán hẹp bao quy đầu, chúng ta đi chơi thì chúng ta phải đeo bao cao su vào, nếu không có bao cao su vào thì rất dở hơi đấy, rất dễ phải đi gặp bác sĩ Sắc trong tình trạng cấp cứu. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, thời tiết nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng dao động từ 20 đến 30 độ, rất phù hợp cho công việc ăn chơi giải trí. Thế nhưng mà đấy cũng chính là cái môi trường rất là tốt để cho virus phát triển và dịch bệnh bùng phát. Thế cho nên là những ai mà chúng ta mà cảm giác trong người nó không khỏe, nó đang mệt mỏi hoặc là chúng ta ho, có dấu hiệu ho hoặc là hắt hơi ấy, thì chúng ta nên ở nhà và có những biện pháp cách ly. Tại vì sáng ngày hôm nay, sáng ngày 8 tháng 3, thông báo mới nhất của Bộ Y tế là có tầm 4 ca mới mắc. Thế thì trong video ngày hôm nay, bác sĩ Sắc sẽ hướng dẫn cho bạn biết cách làm sao để các bạn có thể tự ở nhà và bạn cách ly, hạn chế tối đa cái việc lây lan cho người khác, đặc biệt là cho người thân của các bạn. Và các bạn đang theo dõi video, nếu trong gia đình của các bạn có người thân có ai đấy bị ho sốt hoặc cúm thì chúng ta cũng phải thực hiện biện pháp cách ly và sự hướng dẫn sau. Thứ nhất là chúng ta hãy chọn ra một người để làm y tá hay là chăm sóc cho bệnh nhân trong người thứ hai. Thứ hai là chúng ta phải cũng là như tinh thần của việc cách ly, là chúng ta hãy cho người bệnh, hãy cho người bị ốm vào trong một cái phòng riêng của họ. Rồi nếu mà phòng có cả nhà vệ sinh thì càng tốt, người ta có thể sinh hoạt, có thể ăn ở nghỉ trong phòng tối đa nhất có thể. Đấy, thứ ba là người y tá, người chăm sóc cho bệnh nhân ấy, thì chúng ta phải chuẩn bị cho anh ấy đầy đủ chăn màn, rồi quan trọng là phải có một cái thùng rác và có một cái túi ni lông để đựng những chất, những dịch, những cái khăn giấy, rồi những cái gì, những cái giấy tờ bệnh bỏ đi. Nếu chúng ta mà chạm vào những vật như thế thì chúng ta rất dễ bị lây. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho anh ấy cái cốc nước, cốc đựng nước hoa quả riêng ở trong phòng. Khi mà chúng ta người khỏe mạnh vào phòng ấy thì chúng ta phải đeo khẩu trang và nói chung là chúng ta hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Và khi mà ra khỏi phòng thì chúng ta phải rửa tay sạch bằng nước và xà phòng ít nhất là trong vòng 20 giây. Đấy, thứ ba, khi mà người bệnh mà ra khỏi phòng ấy, thì chúng ta phải nhớ phải đeo khẩu trang vào. Và nếu không có khẩu trang thì khi mà chúng ta nói hoặc là chúng ta hắt hơi hoặc chúng ta ho, chúng ta phải lấy tay che miệng hoặc lấy giấy ăn hoặc chúng ta che miệng lại. Thế thì vì nếu không thì các bạn biết đấy, virus nó có thể theo cái đà ho của chúng ta ấy, nó có thể bay xa tận 7 mét cơ. Thế cho nên là tốt nhất chúng ta nên đeo khẩu trang vào hoặc là chúng ta lấy giấy ăn chúng ta che mỗi khi nói chuyện là ho thôi. Và một nhiệm vụ quan trọng nữa của người chăm sóc đó là chúng ta phải vệ sinh sạch những cái mà người bệnh đã cầm nắm, và tốt nhất là không nên dùng chung người bệnh những cái trong những vật dụng hàng ngày, ví dụ tay nó đóng cửa này hoặc là vòi tắm hoặc là nhà vệ sinh hoặc là chậu rửa hoặc là cốc chén hoặc dao dĩa. Nếu mà người bệnh chạm vào thì chúng ta phải rửa sạch bằng dung dịch có dung dịch sát trùng, cũng như là xà phòng, nước rửa bát hoặc là dung dịch cồn, là phải làm rất là triệt để như vậy. Và thêm vào đấy thì chúng ta phải giặt rũ quần áo cho người bệnh thường xuyên và nhớ phải sấy khô đấy bằng có thể là chúng ta dùng bàn là hoặc là máy sấy để cho khô ráo những đồ của người bệnh. Đấy là một vấn đề rất là quan trọng nữa, mà những người khỏe mạnh chúng ta phải có ý thức, đấy là chúng ta phải vệ sinh tay, chúng ta phải rửa tay thì sạch sẽ bằng nước và xà phòng trong ít nhất là 20 giây mỗi khi trước khi chúng ta ăn cơm, hoặc là chúng ta chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng thì chúng ta phải rửa tay sạch bằng rửa tay sạch trước khi chúng ta ăn cơm, kể cả là khi chúng ta không chạm vào người bệnh nhân hoặc là không dùng chung những đồ dùng
Vâng, vậy trên đây là những cái chia sẻ của bác sĩ về cách mà cách ly, và thêm vào đấy là người bệnh chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng và có chế độ nghỉ ngơi thật là hợp lý. Và dinh dưỡng thì chúng ta ăn uống, tức là chúng ta ăn chia thành nhiều bữa và có đầy đủ các chất dinh dưỡng, đường, đạm, protein và các vitamin. Nếu những cái bữa phụ giữa các bữa chính thì chúng ta nên dùng những cái bánh mì hoặc là trái cây là tốt nhất, hoặc nước hoa quả là tốt nhất. Và sinh hoạt hợp lý thì tất nhiên là chúng ta, nếu mà chúng ta mệt thì chúng ta nên nằm nghỉ trên giường, còn nếu mà chúng ta cảm thấy đỡ hơn thì chúng ta ngồi vào bàn nằm được, nhưng mà cũng chỉ khoảng 30 phút đến nửa tiếng là chúng ta cũng nên đứng dậy, là vươn vai, đặc biệt là việc uống nước rất là nhiều vào, đặc biệt là nước hoa quả. Và trên đây là những cái chia sẻ của bác sĩ về cách để các bạn cách ly tại nhà những người bị ốm và nghi ngờ bị nhiễm virus, để làm sao mà không lây lan cho những người xung quanh, cho người thân. Vâng, xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nếu là các bạn thích video thì các bạn ấn like và có thể chia sẻ video cho những người khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.